cái này nhắc lại hồi nãy tôi đã nói một lần rồi. Thứ nhất là bụng to bụng rừng, cho tôi biết cái tự nhiên nó bị nhỏ rồi, không có. Thứ hai là cái người mà tu ngũ nang, có thể một nang, nhiều nang, một đa nang hơn. Thứ ba là trường hợp thận ngủ và các xe quan thận đi nhiễm trùng, tương là máu tụ gây ung thư và cái vùng thận nước cũng tắc nghẽn đường kẽ. Một khi mình đã nói là bụng to thì ngoài cái chuyện to thì phải mô tả đầy đủ vị trí, kích thước, hình dáng, mật độ, bề mặt, bờ, sự di động và cảm giác đau của bệnh nhân, tức là trung thận với nhân tính hay không. Đó là xong cái phần khám thận. Tiếp theo của cái thận là cái hiệu quản. Mình thấy là cái hiệu quản nó rất là nhỏ và nó nằm sau phía sau nữa, cho nên cái việc mà sờ cái hiệu quản là cái chuyện không có thể xảy ra, không có thể khám được, không. Và cái hiệu quản thực ra mình có khám được cái điểm đau mà thôi, tức là nếu mà nó có cái bệnh lý, ví dụ như là tắc nghẽn, nó làm cho ứ nước chỗ đó ăn thì mình sẽ có cái điểm đau. Thì nó có ba cái điểm đau cái điều quản, nó sẽ tương ứng với ba cái chỗ hẹp của điều quản. Chúng mình về mình lập lại cái bài giải phẫu học, mình thấy cái điều quản cái đường đi nó có ba chỗ bị hẹp. Và những cái chỗ bị hẹp đó nó rất dễ bị tắc nghẽn, ví dụ sỏi lớn xuống hẹp ở đó, chụp máu đông gì đó vân vân. Thì mình sẽ coi nó tắc nghẽn chỗ nào. Thì mình có điểm đau điều quản trên, giữa và dưới. Điểm đau điều quản trên là cái chỗ nối giữa bể thận và điều quản, và cái điểm quy chiếu lên thành bụng đó là bờ ngoài trên thẳng bụng và cái đường ngang rốt. Các bạn em vẽ một cái đường thẳng tâm lăng với mặt đất đi ngang qua rốt, một cái đường thẳng tưởng tượng như vậy. Rồi có một đường nữa là cái cơ thẳng bụng, mấy em còn ở cái giữa bụng đó mình sẽ thấy cái cơ rất dài. Nếu em đi từ phía ngoài em biết vô trong thì em sẽ thấy tới phía ngoài thì rất là mềm. Em biết vô lòng hồi em sẽ thấy có một cái khúc nó sẽ ở phía trong cái khối cơ nó cứng nè, nó cứng lờ chặt xuống. Cái đó là cơ thẳng bụng. Vậy cái cơ thẳng bụng với cái đường ngang rốt này đó thì gọi là cái điểm nào mình dẫn trên. Rồi cái thứ hai là cái điểm đau mình dẫn chữa. Điểm đau điều quản giữa là nó tương ứng với cái chỗ điều quản nó bắt ngang qua động mạch chậu. Có một cái đoạn mà cái đường đi của điều quản nó bắt ngang qua bắt chéo động mạch chậu, thì đó là cái điều quản giữa cũng hay bị hẹp. Thì cái điểm này làm sao? Tức là mình vẽ một cái đường thẳng nối hai cái ngang chậu phía trên, vẽ một đường thẳng nối hai ngang chậu phía trên và cái điểm ở một bên ngoài, 1/3 ngoài và 2/3 hoặc 1/3 giữa đó, cái chỗ giữa 1/3 ngoài và 1/3 giữa đó thì mình gọi là chúng ta là quẩn giữa. Mình thấy cái điểm này nó gần gần với một điểm khác mà mình đang gặp mình học bên cái phần thắm bụng á, ở cái khuôn này là em nhớ cái điểm gì không? Là mắt bụng đây, đúng rồi, trong cái trường hợp sinh bụng thơ. Bởi vì điểm mắt bụng đây thì nó là đường thẳng nối rốt với lại ngang chậu phía trên và lấy 1/2, đúng không? Cái điểm giữa của đường thẳng nối giữa ngang chậu phía trên và rốt thì vậy hai điểm này nó khác nhau thôi. Cuối cùng là cái điểm trong điều quản dưới. Cái điểm trong điều quản dưới là cái chỗ mà điều quản nó đổ vào trong bàng quang. Thì cái điểm này á, nó nằm ở trong tiểu khung, mình không có khám được trên phần bụng. Nó sâu phía trong á, cho nên mình không có khám bụng được. Cái điểm này mình phải thăm cực tràn hoặc là âm đạo, tức là thăm cực tràn, nắm cực tràn, hay dùng ngón tay nắm cực tràn mà mình sờ lên phía trước á, thì nó sẽ gặp cái chỗ đau nhói, đó là cái chỗ đổ của điều quản vào trong bàng quang. Như vậy các cái điểm đau điều quản dương tính trong cái trường hợp mà tắc nghẽn điều quản do sỏi hoặc là cục máu đông. Rồi tiếp theo cái phần điều quản thì nó bắt đầu đổ vào bàng quang. Khám bàng quang như thế nào? Thì cái bàng quang nó bình thường không thấy bàng quang, không có thấy được, không khám được bàng quang. Nhưng mà trong trường hợp bình thường thì mấy em khám bàng quang mấy em không có khám được. Nó chỉ khám được khi mà bệnh nhân bị bí tiểu. Bí tiểu là tiểu không có ra được, vì nước tiểu nó ứ lại trong bàng quang, ứ nguyên một khối to là to, thì gọi là cầu bàng quang.
Đĩa tối đó gọi là cầu lạc quan. Như vậy nhìn thì sẽ thấy một cái khối nhô lên ở vùng hạ vị và thường kèm theo cái cảm giác là mắc tiểu, nhưng mắc tiểu mà đi tiểu không được. À, trong cái trường hợp mà bạn quen thị tinh, em học về lý liệu chưa? Học chưa? Sinh lý, lại học về bàn quen. Rồi gì thì tôi biết là có cái phần sinh lý tiểu, như vậy bàn quen nó phải đổ đầy, nó tích 200-300 ml, nó có cảm giác, mình chưa biết cái mặt thần kinh đúng không? Và nó mới tạo cái phản xạ, mở cái cơ vòng ra, mình mới thoát cái chỗ ngoài. Vậy những cái trường hợp bàn quen thực kinh, tức là cái tổn thương cái phần thần kinh nó, thì bệnh nhân mới nhận được cảm giác nhẹ. Bệnh nhân có thể không có tiểu được, có cầu lạc quan, và bệnh nhân không có đau, không mất tiểu nữa, có nhận được cảm giác mà đủ như thần kinh, mình lưu ý những trường hợp đó. À, đây là cái cầu lạc quan. Rồi cái cầu lạc quan á, thường là bệnh nhân ốm, gầy nó mới thấy được, nên những người mập nó cũng thấy được. Ở đây cái cầu lạc quan cũng có cầu nó nhô lên ở cái vùng dưới. Sờ thì mình sẽ thấy một cái khối cầu mềm, mật độ mềm căng, và cái bờ lồi á nó sẽ cong lồi, cái bờ lồi lên trên, khác với cái bát bụng á thì cái nước nó sẽ làm cái bờ lõm quay lên trên, nhớ khác biệt. À, phân biệt cần nhận thức phân biệt với những cái bú cùng hạ vị như là tử cung to, bú buồng trứng, bú tinh hoàn trong phổi bụng. Cái trường hợp khi có thai mà biết hạt lớn vùng chậu tắc ruột hoặc là bán bụng. Và như vậy mình chẩn đoán chắc chắn là cầu quan là như thế nào, tức là cầu quan là mình có tiểu ở động này ở động, như vậy giờ mình muốn biết chắc chắn chứ có phải cầu quan hay không thì mình làm gì? Đặt cái ống thông tiểu vào trong bàng quan, nếu mà đúng là cầu bàng quan thì mình thấy gì? Sẹp. Tiểu chảy ra, tiểu chảy ra và cái cầu bàng quan sẹp xuống. Đó chắc chắn. Rồi đi gặp thông tiểu, có nước tiểu chảy ra, có còn sẹp tiểu mất. Nếu không phải á, mình vẫn còn cái khối đó đặt vô mấy tiểu đó, vẫn còn cái khối đó thì coi chừng nó là mấy cái chảy mất công việc này, nó là chuyện khác, cho nên còn quê. Áp lực mới cao, vừa bắn ra, đó kìa. Ngày đây mình thấy cái cầu lồng quang á, thì cái bờ lầu này nó cong lầu lên trên, thì vậy mình rõ được một cái giới hạn. Nó là cái bờ cong lồi lên trên. Rồi. À, thì các cái nguyên nhân gây bí tiểu tức là gây cái cầu bàng quang á nè, thường thường trong các trường hợp thứ nhất là tắc nghẽn, ví dụ như sỏi kẹt, cái sỏi kẹt ở cổ bàng quang tiền đạo. Ở cái bệnh lý tiền liệt tuyến như là phi đại cái tiền liệt tuyến nó to ra nó làm tắc nghẽn cái cổ bàng quang lại. À, hẹp tiểu đạo, hẹp bao quy đầu, tức là nó tắc nghẽn cái đường ra của nước tiểu làm cho nước tiểu bị ứng lại. Cái này gọi là tắc nghẽn cơ học. Tắc nghẽn cơ học tức là có một cái vật gì đó nó kẽn lỡ, không có làm nước tiểu ra được. À, cái thứ hai nữa là nó cũng tắc nghẽn nhưng mà không phải là tắc nghẽn cơ học, tức là cái đường nó thông suốt nhưng mà nó bị tổn thương cái thần kinh là không có co bóp cơ được. Bàng quang thần kinh trong những cái trường hợp chấn thương cột sống như vậy, nếu không luôn cái phần tủy ra thì mình thấy là cái phần nhận cảm giác cũng như là đưa ra cái neuron tự động để mà chỉ huy cái việc mà đi tiểu đó nó bị tổn thương rồi, như vậy thì nó sẽ không có làm được cái việc đó. Hoặc là tổn thương tủy sống cho cái bệnh lý viêm hoặc là tay biết gì đó không được, hoặc là bị tai biến sống hoặc là bị hiểu trên não, bị lên não thì cái xung động từ lên não không vừa xuống được, đó là tai biến sống trong não. À, nó có thể do cái hiện tượng nhiễm trùng như là viêm bàng quang bị bạo, nó làm phù nề cái niêm mạc và nó chích hẹp lại cho cái phù nề. Có thể do thuốc, những cái thuốc nó ảnh hưởng co bóp cơ bàng quang, nó làm cho cái cơ bàng quang không có co bóp được. Ví dụ như atropine trong những cái trường hợp đau bụng, mình có thể chích atropine, thuốc cơ quan, hoặc là một cái thuốc là không tin bôi nhạt xít trong cái trường hợp mà bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì giãn phế quản
thì người ta xịt phun khí dung hoặc là những cái thuốc mà người gọi là nước giãn phế quản thì clinic, nó cũng có tác dụng phụ là nó không có cơ bất thường quen được làm cho mình quý tiểu. Và một cái nguyên nhân nữa là có thể do cái trường hợp chấn thương cái phần sinh môn được đè, như ở phụ nữ sau sanh rất là nhiều trường hợp mà sanh trẻ trong người quý tiểu. Hoặc là những cái phẫu thuật vùng được đè hậu môn. Rồi sau cái bàng quang đó thì mình qua tới điệu đạo. Thì khác điệu đạo ở nam thì điệu đạo nó nằm ở mặt dưới dương vật, và mình phải sờ cái đầu dương vật lên tới điệu đạo xa thì bình thường là mềm mại và không đau. Cái lỗ điệu đạo có màu hồng, không có điệu tiết, và có thể phát hiện được cái hẹp bao bao nhau đầu, như đầu không có tù ra được. Cái sùi vùng gà ở cái rãnh nhau đầu, cái bệnh về xã hội đó, hoặc là điệu đạo nằm lạc chỗ, những hai vị nằm ở đầu nhưng mà nó nằm ở mặt dưới, hoặc là mình phải coi nó có cái dịch tiết bất thường chảy ra là lỗ điệu đạo hay không, cho nên cái đường hầm nó bị lậu chẳng hạn, mình nó sinh ra máu, cái sinh lỗ ra mủ. Mình có thể sờ cắn phát hiện các vị trí rắn cơ cứng ở điệu đạo, nơi bị bứt tắc hoặc là sỏi điệu đạo cho cái cảm giác là cứng chắc. Tại vì cái cơ quan nhạy cảm thì nhiều khi mình có bỏ qua những tháng và có thể bỏ sót những cái bệnh lý mà nó đẻ ra có thể chữa được. Cái khác điều đạo nữ thì cái điều đạo nữ thì nó ngắn hơn nam, nằm ở dưới âm vật và lỗ trên, và trên lỗ âm đạo thì ở cái lỗ điều đạo nó hay bị muốn lành muốn đúng, nó che lấp và làm hẹp. Tham âm đạo có thể sờ nắm được dọc suốt điều đạo, mà khi có ung thư mà ăn lan thì có thể thấy cái điều đạo của mình và trong âm đạo cảm cứng mà phải chảy máu ra trên cái lỗ điều đạo. Đó là một cái trường hợp, một cái hình ảnh như ví dụ như cái sùi xã hội, cái sùi màu gà, sùi màu gà. Và đây là một cái ung thư dương vật, và nó có một cái vết rắn ở đầu dương vật. Cái chuyện này nhiều khi người ta mắc cỡ, người ta không có nói, không có thay ra. Và cái loại ung thư này có thể chữa khỏi 100% với người ta sớm. Cắt bỏ. Các điều đạo nữ thì người ta khác âm đạo, tức là đưa ngón tay vào âm đạo, mình sẽ thấy cái điều đạo nó nằm phía trước, nên như vậy mình sờ mặt sau âm đạo toàn bộ cái điều đạo. Cuối cùng là cái phần khác từ điều tiết. Thì mình nhân nằm nghiêng hoặc là nằm ngửa với hai chân nhan rộng gối chắc, mình chỉ thái với giữa hai cái đùi mình đứng bên phải. Nó dùng ngón tay đỏ, cái đeo găng và cái khoa, cái vaseline đó mà đó, cái dầu vô chơi đó, cái một cái đau đó đưa vào lỗ hậu môn và nói bệnh nhân rằng như vậy mình sẽ sờ cái, đưa cái ngón tay lần lần ở phía trên sờ thấy cái khối hình cầu nhỏ nhỏ bằng cái đầu ngón tay cái thôi. Thì mình nói là cái tiền đường huyết và mình sờ cái tiền đường huyết theo hướng từ phải sang trái thì cũng hướng tây. Ngoài ra thì cần đánh giá cơ vòng hậu môn, tình tràng và màng quang. Thì bình thường, tiền đường huyết bình thường nó khoảng 2 mm và nó to hơn cái đầu ngón tay cái một xíu, mà mình đến khoảng khoảng cái đầu ngón tay cái. Mật độ mềm căng như chóp mũi, rồi cái chóp mũi hay như thế nào, cái mật độ tiền đường huyết bình thường nó như thế đó. Và nó có rãnh giữa, công việc thì hai cái quỳ, cái này rất là quan trọng. Có ranh giới rõ, cái tiền tuyến mình sờ cái khối cầu có ranh giới rõ mà không có đau. Rất là quan trọng cái tiền tuyến bình thường. Và trong cái trường hợp vì tại lành tính, muốn làm tiền tuyến á, thì cái trường hợp này rất thường xảy ra từ 40-50 trở lên là bắt đầu cái tỷ lệ nó tăng lên và theo tuổi 60, 70, 80 gần như là tăng.
90% người đàn ông mình có bị cái tiền đại thần quý này. Thì cái tính tiền đại là tiền đại là tính nếu mà cái tiền đại quý nó sẽ to, mật độ nó vẫn là mềm căng như chất phổi. À, cái quan trọng là nó mất rãnh giữa, thì đôi khi nó to cái tiền giữa nó làm mất rãnh giữa, thì đôi khi nó không có to hai bên, nó nghĩa là mình siêu âm á, mình thấy đôi khi nó bình thường á, nó có to hai bên mà nó to phía giữa, nó làm mất rãnh giữa và như vậy nó sẽ chèn vào cái phần cổ bàng quang của mình dự đạo, thì bệnh nhân cũng biết đầy đủ, mặc dù là nếu mà siêu âm thì cũng không thấy nó to lắm. Thực ra cái cảm giác kháng văn thèn nó vẫn còn nguyên giá trị, mặc dù bây giờ mình có rất là nhiều cái phương tiện hiện đại, mình có siêu âm qua não bộ, siêu âm qua não trực tràng, có MRI đúng không, nhưng mà mình vẫn phải bắt buộc không có bỏ qua cảm giác kháng văn thèn. À, trong cái trường hợp mà tuyến tiền liệt bị đại lành tính thì cái ranh giới của cái tuyến tiền liệt nó rõ ràng, không có sờ cái đối cầu rất là rõ ràng. À, còn cái trường hợp ung thư như vậy rất là quan trọng để mình phân biệt giữa lành tính và ung thư. Ung thư thì nó là cái chuyện khác, bệnh nặng hơn nhiều. Thì ung thư thì liệt tuyến có thể có cái nhân chứng hoặc là một cái khối u rắn chắc. À, cái ranh giới thường thường không rõ và không có di động được. Và trong cái trường hợp mà tuyến tiền liệt bị nhiễm trùng, bị viêm cấp tính thì cái liệt tuyến nó căng to, nóng và rất cao. Tuy nhiên người ta khuyên mình không nên sờ vào lúc này, vì cái động tác mình sờ thì mình biết nó sẽ giúp đẩy vi trùng từ trong cái tình huyết và máu và gây những đường huyết. Và đây là cái động tác khám tình huyết trong một thận như hành viên ha, và đưa cái ngón tay và đưa cái lỗ hậu môn thân và đưa vào trong bụng tràng. À, mình thấy đây đưa vào trong bụng tràng. À, thì khi mà mình hết cái ngón tay, hết thì dài ngón tay thì phía trên mình sẽ thấy một cái khối đầu ở phía trước. Và đây là cái tình hợp cái tiền liệt tuyến đây của tiền liệt tuyến trong trường hợp bình thường. Trường hợp viêm cấp, viêm cấp thì nó to ra, nó cũng mềm, rất là đau, và trường hợp thủy đại lành tính thì nó to ra, cái mật độ cũng mềm căng và có thể mất cảnh giữa, tiền ranh dưới đã về. Ung thư tiền liệt thì mình thường sờ thấy một cái nhân cứng, mình sờ thấy một cái nhân cứng ở cái chỗ nào đó, hoặc như cái chỗ nó cứng lên. Vì khi mình sờ thấy như vậy thì mình có thể làm những cái biện pháp ví dụ như khoa học tràng, còn là MRI thấy cái khối này thì mình sẽ tính tiếp cái chỗ nhân đó. Rồi cái bài nữa.